What's up everyone, welcome back. Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại channel của mình. Và hôm nay mình tiếp tục series Bom Bom. Now, let's go. Và hôm nay mình tiếp tục với 5 con boss Bom Bom này để chiến đấu với cả 5 con soccer boss. Đây chắc chắn là series video duy nhất có trên YouTube à, chắc là chỉ có mỗi channel của mình có mấy video kiểu như vậy thôi. Làm như ai tỉa tại ở đâu ra được cái bản mod như này. Để có bản mod như này thì mình đã phải ngồi thiết kế lại. Đúng vậy, thiết kế lại các nhân vật trong game cho nên là bên channel của mình cái phiên bản như này gọi là độc quyền. Zombie. Các bạn thấy không, con zombie kia là mình tự thiết kế lại đấy. Bình thường thì làm gì có con zombie như vậy. Mình biết ngay mà, con bot nó tung hứng. Con bot nó tung hứng ghê quá. Nào, mày chết. Mày. Rồi, nó tăng rồi. Và chúng ta tiếp tục kết thúc cái level này và chuyển sang stage 2 chiến đấu với ninja boss. Nào, level 30 cùng với ninja boss. Công nhận là cái background bản mod này của mình nó đẹp thật. Boss chỉ buồn cười. Boss. Mày, xong rồi. Bot. Mày chết. Rồi, bây giờ chắc là kết thúc cái phần tăng cường này rồi. Và mình nghĩ rằng đưa đến màn tung hứng của nó, nếu như mình nhớ không nhầm, đưa đến màn tung hứng của bot. Nào. Oh, nhầm. Đây đến cái màn gọi mấy con đệ ninja này. Thăng rồi. Bây giờ mình nhớ ra. Mình cần phải làm cái con nhân vật trong level 4 này. Mình cần phải break lại cái con này. Thì mình cần chế ra nhiều nhân vật khác nhau. Biết đâu thì mình quên mất là mình phải làm như vậy. Cấm thay mặt, thay mũi, mắt, như các thứ. Và ta có rất nhiều nhân vật. Nào, và giờ chúng ta kết thúc level này. Cùng đến với stage 3. Level in the factory. With factory boss. Let's go. Với con om nom này. Giờ mấy ông nhớ hai cái ở giữa. Mấy người vẫn theo cái thứ tự như vậy. Này chơi quá là nhiều rồi. Đến trình master rồi.
ôi không chết. Cho nên là mình không cần sợ cái màn như vậy nữa. Rồi, bot quay lại. Nhanh. Ồ. Oh. Ok. Chúng ta cùng đến step 4, step 4 với Island Soccer Bot. Đâu, đây không phải bone, này là bomb bone. Cứ theo cái quy luật của nó thôi, là nó tung bên nào thì mình đi ngược với nó. Các bạn nhớ chưa? Nhìn này. Nên chẳng bao giờ mình sợ đính đạn của nó cả. Và đến cái màn laser quen thuộc. Không biết là laser này nó có... có gì đó sẽ sai. Cái tên này không đánh mình, nó đi luôn. Ok. Đến rồi. Nào còn được có một hớt thôi, à hai hớt. Hớt thì không lo. Cứ tung hướng đi. Rồi, cùng nó cũng qua. Nào, chúng ta kết thúc cái state này. Đến là state 5. Ôi shit mới rồi. Rồi. Rồi đến cái màn nó thả. Thả đạn. Chết rồi. Mình sẽ đi sang bên này. Mình đứng thứ tự. Rồi. Dry out please. Hai phát rồi. Được rồi. Ok. Thấy một cái đánh đá trên này. Rồi sang chúng ta sẽ đánh sang và tiếp tục trên này. Các bạn cứ đúng cái quy luật thứ tự của nó thì chắc là chạm được chết được. Ok, và bot đã bị hạ rồi. Bây giờ thì đến cái màn giải cứu level gun. Om Dom bot và level gun. À đâu, bom bot và hết bun gơn. Đấy, mình còn buồn hết cho nên là thì cũng chết thôi. Nào thì lần này thật là cẩn thận. Ok. Rồi cuối cùng thì mình kết thúc cái video này. Thanks for watching my video.